Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Thiago Motta trở thành huấn luyện viên trưởng của Juventus. Real Madrid đạt được thỏa thuận cá nhân với Alphonso Davies. Cựu sao Chelsea đả kích nhà Glazer. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. MU đồng ý đổi cầu thủ với Inter Milan. Inter Milan muốn chiêu mộ Wan-Bissaka thay Jumlier. Cầu thủ Hà Lan vừa ngưng các cuộc đàm phán gia hạn nên sẽ bị Inter giao bán hè này. MU cũng quan tâm Jumlier, họ có thể dùng 15 triệu euro cộng hậu vệ người Anh để hy vọng có cầu thủ người Hà Lan theo chiều ngược lại. Thìa Boku Toa lên tiếng sau khi không được tham dự Euro 2024. Thủ môn chơi Boku Toa của Real Madrid cho biết anh sẽ cổ vũ tuyển Bỉ tại Euro 2024, mặc dù không được chọn vào đội tuyển. Anh nói, bây giờ không phải là lúc để nói về điều đó. Tất nhiên, tôi sẽ ủng hộ đất nước của tôi và các đồng đội của tôi, hy vọng tất cả họ đều có một kỳ Euro tuyệt vời. Real Madrid đạt được thỏa thuận cá nhân với Alphonso Davies. Nguồn tin từ Jai Levo cho hay, Real đã đặt thỏa thuận miệng về điều khoản cá nhân với Davies. Vấn đề giờ chỉ còn nằm ở cuộc thương thảo với Bayern Munich. Real Madrid không muốn phải chi ra 60 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Davies sẽ trở thành cầu thủ tự do vào năm 2025, trừ khi anh đồng ý ký hợp đồng mới với Bayern Munich. Không có gì ngạc nhiên khi Real Madrid không muốn trả có nhiều tiền cho Davies khi mà họ còn phải chiêu mộ ngôi sao của PSG, Kylian Mbappe, trong mùa hè năm nay. Real chỉ muốn đưa ra mức giá từ 30 đến 35 triệu bảng cho thỏa thuận này. Họ hiểu rằng Bayern đang rơi vào thế khó bởi nếu đưa ra động thái cứng rắn, Davies hoàn toàn có thể rời khỏi câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do chỉ sau một mùa giải nữa. Tương lai Kylian Mbappe không ảnh hưởng tới đội tuyển Pháp. Huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết, những đồn đoán xung quanh chuyện tương lai của Kylian Mbappe không tác động lên bầu không khí chung ở đội tuyển Pháp. Thuyền trưởng Les Bleus nói, tương lai của Mbappe không phụ thuộc vào tôi. Các bên liên quan sẽ xem xét và đưa ra thông báo vào thời điểm phù hợp. Tôi không thể can thiệp vào sự nghiệp hay lựa chọn của bất cứ cầu thủ nào. Bất kể quyết định của Mbappe có là gì, tôi cũng sẽ tìm cách để có những điều chỉnh phù hợp tại đội tuyển Pháp. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, những quyết định chuyển nhượng của các cầu thủ sẽ không có bất cứ tác động nào tới tập thể. Mọi chuyện, như tôi nói, đơn giản là vấn đề của thời điểm mà thôi. Mọi thứ ở đội tuyển Pháp diễn ra rất khác so với ở câu lạc bộ. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hà Lan công bố đội hình dự Euro 2024. Hà Lan đã công bố bản danh sách với 26 cái tên sẽ tham dự kỳ Euro 2024 được tổ chức tại Đức. Bản danh sách của Hà Lan không khiến người hâm mộ quá bất ngờ khi những cầu thủ được triệu tập đều đã được dự đoán trước, những trụ cột của đội bóng như Van Dijk, De Jong, Memphis Depay tiếp tục có tên. Trong số 26 cầu thủ được góp mặt tại kỳ Euro năm nay, chỉ có Stephen từng tham dự giải đấu này trong quá khứ. Huấn luyện viên trưởng Fiorentina nói gì khi thua hai trận chung kết liên tiếp? Fiorentina đã gục ngã trước cánh cửa thiên đường hai lần liên tiếp sau khi để thua Olympiacos trong trận chung kết Europa Conference League diễn ra vào rạng sáng nay. Trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Vincenzo Italiano đã không thể giấu đi sự thất vọng của mình. Thật đáng thất vọng. Đây là lần thứ hai. Thật đáng thất vọng vì một lần nữa, chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng dù sao các cầu thủ cũng đã làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng thua trận này. Trận đấu mà lẽ ra kết quả sẽ được quyết định ở loạt penalty. Tôi thật sự rất thất vọng. Một sự thất vọng lớn, bởi vì chúng tôi đã liên tiếp để thua trong các trận chung kết. Chúng tôi vẫn chưa có sự trưởng thành và thiếu một chút gì đó để có thể giành chiến thắng ở trận chung kết, thuyền trưởng của Fiorentina chia sẻ. Gary Neville chia sẻ về tương lai Erik ten Hag. Cựu cầu thủ MU, Gary Neville tin rằng với việc đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup, huấn luyện viên Erik ten Hag xứng đáng được trao thêm cơ hội ở MU. Anh nói, anh ấy đã chứng minh rằng mình có thể giành được những danh hiệu cùng đội bóng này. Anh ấy đã sánh ngang với Jose Mourinho với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất của MU kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Đó không hẳn là một điều gì đó vang dội, nhưng điều cần cân nhắc đầu tiên khi loại bỏ huấn luyện viên là bạn có người thay thế phù hợp và tốt hơn. Đơn giản là không có ứng cử viên xuất sắc nào có thể thay thế anh ấy để thực hiện một đợt nâng cấp lớn và ngay lập tức. Thiago Motta trở thành huấn luyện viên trưởng của Juventus. Mới nhất, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Thiago Motta trở thành huấn luyện viên trưởng của Juventus, thương vụ sẽ được công bố trong ít ngày tới. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, có hiệu lực đến tháng 6 năm 2027. Thiago Motta sẽ sớm thông báo cho câu lạc bộ về quyết định của mình, trong khi Juventus cũng có thể công bố việc bổ nhiệm Motta vào đầu tháng 6. Wayne Rooney muốn dẫn dắt MU. Mặc dù sự nghiệp cầm quân rất lận đận, nhưng Wayne Rooney vẫn tuyên bố rằng anh muốn được dẫn dắt Man United vào một ngày nào đó, ước mơ của tôi rất rõ ràng. Tôi luôn nói rằng tôi muốn một ngày nào đó được dẫn dắt Everton hoặc Manchester United, gã Gak nói. Cách đây ít ngày, Wayne Rooney đã chính thức quay trở lại với nghiệp cầm quân sau khi anh được Limau Ale bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội bóng. Trước đó, cựu sao MU đã dắt đến 3 câu lạc bộ nhưng đều bị chấm dứt hợp đồng sớm.
Bayern Munich chính thức ký hợp đồng với Vincent Kompany. Trang chủ Bayern Munich mới đây đã chính thức công bố bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2027 với huấn luyện viên Vincent Kompany. Mùa giải vừa qua, Vincent Kompany không thể giúp Burnley trụ hạng sau khi đưa đội bóng này trở lại Premier League. Không phải chờ đợi lâu, huấn luyện viên người Bỉ được đề xuất một công việc hấp dẫn hơn rất nhiều, dẫn dắt Bayern Munich và Kompany không từ chối. Olympiacos vô địch Europa Conference League. Trận chung kết Europa Conference League giữa Olympiacos với Fiorentina đã diễn ra với một kịch bản vô cùng chặt chẽ. Sau khi không thể phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội đã phải kéo nhau vào hiệp phụ, nơi NK AB ghi bàn thắng duy nhất để giúp đại diện Hy Lạp giành lấy chức vô địch. NK AB sẽ thành huyền thoại Olympiacos với khoảnh khắc này. Bên cạnh đó, Luis Mengiliba cũng sẽ được lưu danh khi trở thành huấn luyện viên thứ hai vô địch hai giải đấu liên tiếp của UEFA với hai câu lạc bộ khác nhau sau Rafael Benitez. Bị đồn không được các đồng đội ở MU tin tưởng, Rasmus Højlund nói gì? Rasmus Højlund đã bác bỏ những tin đồn cho rằng các đồng đội ở MU không bị thuyết phục bởi khả năng của tiền đạo này, dẫn đến việc không chuyển bóng cho anh. Højlund nói, tôi không hiểu một bài báo như vậy. Tôi cảm thấy mình sẽ nhận được bóng nếu ở đúng vị trí. Đôi khi tôi muốn có bóng nhiều hơn một chút, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Một lần nữa, đây là một ví dụ về điều mà tôi phải loại bỏ vì nó quá ồn ào. Cựu sao Chelsea đả kích nhà Glazer. Trong buổi phỏng vấn với ESPN mới đây, cựu sao Chelsea Burnley đã thẳng thừng gọi Man United là một nỗi ô nhục nếu như câu lạc bộ này quyết định sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag sau chức vô địch FA Cup. Tôi có thể nói điều này trước khi chúng ta bàn luận sâu hơn không? Manchester United thực sự là một nỗi ô nhục. Nếu nhà Glazer đang điều hành bộ phận bóng đá, chúng ta sẽ nói rằng điều này thật kinh khủng, nhà Glazer không biết gì về bóng đá, sao bạn có thể để ten Hag bị sa thải? Hầu hết mọi người đều biết rằng ông ấy có khả năng sẽ bị sa thải. Hiện tại, 3 ngày sau trận chung kết FA Cup và mọi người vẫn đang lo lắng. Nếu nhà Glazer làm điều đó, mọi người sẽ nói họ hoàn toàn không biết gì về bóng đá. Kai Walker bất ngờ khen ngợi Jesse James giỏi nhất thế giới. Đội trưởng của Man City, Kai Walker đã dành nhiều lời khen ngợi cho Jesse James, mô tả ngôi sao của Chelsea là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới. Anh nói, Jesse James, anh ấy có mọi thứ. Anh ấy có thể phòng ngự, tấn công, có kỹ thuật, có thể sử dụng cả hai chân, là mối đe dọa trong những tình huống bóng chết, anh ấy nhanh nhẹn. Tôi nghĩ nếu tôi muốn xây dựng một hậu vệ phải hoàn hảo, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình, tốc độ của Hakimi, khả năng kỹ thuật của Cancelo, đường truyền của Trent Alexander-Arnold, tâm lý của Dani Cavada, và tôi nghĩ giết bộ não của James vì rõ ràng anh ấy đã chơi ở vị trí tiền vệ trong một thời gian dài. Nhưng nếu tôi làm tròn tất cả, tôi sẽ nói đó sẽ là Lee James. Anh ấy cho bạn mỗi thứ một ít. Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan giải thích quyết định loại bỏ Ian Maassen. Ian Maassen được cho mượn tại Dortmund từ Chelsea đã bị loại khỏi đội hình cuối cùng của Hà Lan tham dự Euro 2024. Coman nói, chúng tôi có nhiều lựa chọn ở vị trí của anh ấy mà tôi thích. Daily Blind đã có một mùa giải tuyệt vời với Girona, Van de Ven chơi hậu vệ trái ở Tottenham. Sáng nay tôi đã gọi điện cho Maassen. Không, đó không phải là một cuộc trò chuyện khó khăn. Đây là công việc của tôi biết những khoảnh khắc này đang đến. Tôi đã phải suy nghĩ khi nào nên nói với Ian Maassen về quyết định của mình vì anh ấy vẫn phải chơi trận chung kết Champions League. Tôi nghĩ sáng nay là thời điểm thích hợp để nói với anh ấy, vì anh ấy vẫn còn 3 ngày để tập trung cho trận chung kết. Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sắp, chạy giờ, cung cấp kênh bật kiếm tiền YouTube tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Và sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bật kiếm tiền view sub tự nhiên, giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub, giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại, giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bật kiếm tiền, các vấn đề YouTube, 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.